Đây là những cái túi mà ở video trước mình có quay cho các bạn và các anh chị coi đó, tức là cái cây bắp được ủ với lại mật đường. Thì cái này mà ủ mới khoảng hơn 1 tháng thôi, cái này để thức ăn dự trữ nè. Đây 1 2 3 4 5 6 7. Cái này là được 7 bao vậy, thì để ủ để cho khi nào mà thức thức ăn ha, khi mà nó ủ khoảng 3 tháng thì sẽ lấy ra cho bò ăn ha. Như đây mình đã thấy có một phần mỡ rồi nè. Để chập lửa mình coi bên trong nó là cái gì nha. Nó ra như thế nào. Còn bên đây là cái thanh long. Thanh long được rồi thì giá nó thấp nên đây là những thanh long hàng dạt ha. Đây là cỏ là chập lửa lấy vô để thái, dùng cái máy này thái nè để cho bò ha. Như bò đây, bò mới ăn sáng. Ở đây mình thấy trong máng này có đây này, cái cây bắp ủ nó lên men, nó chua chua. Mình thấy lên men nó chua mà nó chua chua mà nó thơm nha. Đây nè, bò nó ăn ha. Đó thì bảy cái bịch hồi nãy đó, tức là sau khi ủ xong thì nó sẽ có cái màu thế này. Đây, nó màu thế này nè. Đó, nó lên men rồi nó thanh ngửi thôi. Rất là thơm. Thì để dành cho bò nè. Đây bây giờ bạn thấy là bò cao to ha. Bò này nuôi khoảng 4 tháng 5 tháng gì rồi đó. Đây cái con này thì giống các bạn thấy là nó cái u nó đen đã không đó. Đây. Bây giờ bò ở đây nó đã có da có thịt rất là nhiều rồi. Con nào cũng nấy cũng mập u nu u nần hết. Đây các bạn thấy đợt trước hai cái con này nè. Hai cái con này thì nó ốm, bây giờ các bạn thấy thịt không, da nó căng rồi ha. Đó. Bây giờ nó đứng nó cao. Đấy. Nói chung là bây giờ là bò thì da đều láng căng hết. Đây là cái trang trại nuôi bò bổ béo gia đình nha, chứ không phải là một cái trang trại của một công ty lớn nữa hết á. Đây là trang trại nuôi bổ béo bò gia đình. Thì đây như đợt trước mình đến mà có 15 16 con. Bò nuôi bổ béo gia đình thì cả gia đình á thì khoảng 3 người thì tập trung nuôi bổ béo, rồi ngoài ra còn làm thêm những cái công việc khác chứ không phải nuôi bò đâu. Bò thì chỉ có khoảng 9 giờ bắt đầu qua cho ăn. Qua cho ăn rồi trưa qua tắm cho ăn lần nữa, rồi sau đó mới chiều. Thì cái khẩu phần ăn á, thì như đợt trước á, thì như sáng trưa là mới cho uống uống hềm. Nên có một số bạn hỏi là hềm á, là một con là uống bao nhiêu lít một ngày. Thì đây á, mình thấy là hềm á thì một cái thùng 30 lít kia, một cái thùng 30 lít như vậy thì cho khoảng 15 con uống vào một buổi trưa thôi. Tức là bình quân một ngày á, thì bò chỉ uống khoảng hơn 1 lít, gần 1 lít thôi, gần 1 lít thêm. À, giờ các bạn thấy là bò bò nó rất là đó, giờ đứng lên nó thấy người đứng lên đó luôn nè. Bên kia có con bò nghé nên là nó thấy nó đứng lên nè. Mình sẽ quay lên từ trên xuống cho các bạn coi nè nha. Đó, con bò đứng lên hết các bạn thấy là giờ bò cao và mập, da láng hết rồi. Cái con này nó dữ nữa. Nãy giờ mới thấy mình đi ngang qua mà nó cứ sò đầu ra, nó muốn ủi luôn. Đây thấy không, rất là dữ. Đây nè, mình phải né né nó ra. Bò dữ nó sung lắm này. Bò này thì nó thì mình sò đầu được rồi. Đây còn con này cũng đang nằm rồi, mình đánh dậy cho mình được. Đây chạy coi, chạy đi. Đây, bây giờ bò nhìn được trên nha, trên thì thấy chưa,
Đấy. Đấy. Có một số anh chị nói là nếu mà trong vòng 15 con này thì nào mà cắt cỏ cho nó ăn không thì sẽ không có đủ. Tuy nhiên là các bạn biết là ở đây nè, đây là cái vườn cỏ, cái vườn cỏ mà cái anh chủ anh trồng đây nè, thì đây đất anh tận dụng tất cả mọi chỗ để anh trồng cỏ. Chứ là các bạn biết là cái mùa này, đối với mùa khô thì trữ rơm, sẽ mua rơm cuộn về trữ để cho bò nó ăn dần dần, với lại cám. Và mùa khô thì bổ có, nếu mà có thêm hèm thì cho uống hèm, rồi có nếu mà có thêm cái mặt đường hoặc là bánh dầu khi nào mà gặp rồi có mùa thì mình mới mua được. Bây giờ như cái mùa này thì mình thấy là nó không có bánh dầu, nên là sử dụng những cái thức ăn, ví dụ như mùa mưa rồi cỏ rất là nhiều, mình đi cắt cỏ thêm. Nhưng mà cỏ thì không có cắt cỏ, cỏ ngoài đồng, chủ yếu là cỏ trồng, với lại đây cỏ trồng đây nè, với lại cái cây bắp được rồi ủ nè, đây cái bắp được rồi ủ đây này, nó ra ngã màu vàng rồi ha này. Rồi với lại là cám, có thêm chút muối nữa để bổ sung thêm cái chất muối cho nó. Mình thấy là, nên là không phải là lúc nào mình cũng tập trung vào một loại thức ăn đó đâu, nhưng mà đối với tùy theo từng mùa, nên là có thức ăn mình sẽ tận dụng, có rơm mình cho ăn rơm, có cỏ mình cho ăn cỏ, có bắp mình cho ăn bắp. Nên do đó mùa này thì có thể là nó dễ dàng hơn, tại vì cỏ với lại được vào mùa mưa nên cỏ phát triển tốt hơn, rồi mình đỡ tưới hơn, nên là cái cây cỏ nó phát triển nhanh hơn ha. Nên mình thấy cũng có một số anh chị nuôi bò vỗ béo thì cũng có nhiều cách, nên là mỗi gia đình có một cái cách tận dụng khác nhau để mà nuôi. Lúc trước ở đây bò nuôi bò vỗ béo các anh chị quý cô là cũng dòng từng con ở ngoài, rồi mình chăm nó kỹ hơn. Nhưng mà bây giờ mình giống như để cho nó vào cái khuôn khổ chuồng trại, rồi cho bò nó đỡ được ở trong mát, nên là anh chủ này mới làm mà cái trang trại này. Thì cái trang trại này nói chung là ở đây là cũng chỉ bỏ công ra làm thôi, chứ không có mướn thợ mướn gì hết ha. Chỉ có anh là làm thợ mộc, thêm nghề thợ mộc, rồi có thời gian thì qua chăn nuôi này. Thì theo mình tìm hiểu thì anh kêu là chăn nuôi như thế này thì nó sẽ cũng không có chiếm nhiều thời gian nhiều, chủ yếu là ngày ba bữa thì mình có thời gian nhất, trong thời gian nhất định rồi thì mình có đúng thời gian hôm qua mình cho bò nó ăn, với lại mình tắm cho nó thôi. Rồi hàng tháng thì hàng ngày thì sẽ cào cái phân chuồng ra bỏ vào kia. Đây các anh chị thấy nè, đó, bỏ một đống vào đó, một đống như thế này. Thì ở những cái chỗ vườn thanh long họ sẽ vào họ mua và họ đi. Thì một tháng tầm khoảng được khoảng 3 triệu. Thì giống như là cái đó là cái phần này nó là đưa vào cái chi phí tiêu dùng điện nước hàng ngày, rồi còn những cái phần còn lại là chăm sóc, đó là vào cái phần sau khi mà bò nó lớn thì nó có lợi nhuận nhiều, thì đó là cái công chăm sóc ha, cái đó là lợi nhuận. Nên cũng có nhiều anh chị cũng bỏ ra chăn nuôi vỗ béo, nhưng mà một thời gian thì cũng không thấy lợi nhuận bao nhiêu, tại vì do thứ nhất là cái nguồn thức ăn nó không đủ, rồi thứ hai là không có chuồng trại để cho bò nó ở, thì nó ở ngoài nắng ngoài mưa thì bò nó sẽ dễ súc hơn. Còn đây các bạn thấy là chuồng trại đây, bò ăn xong là chỉ nằm thôi, nên là bò nó mau phát hơn. Và đây thấy các bạn thấy tận dụng ấy hết, chỉ có mấy cái thùng này mua thôi, chứ còn về là tự làm hết nha, chứ không phải là mua ở đâu hết. Nên là cái chi phí là chỉ có cái cây này là làm thợ mộc nè, làm phần thợ mộc dư, hoặc là anh mua những cái cây cổ tạp về anh xẻ ra, anh tự xẻ ra tự làm. Thì đây là đa số là tận dụng nhiều, chứ là tôn là mua này. Thấy nhìn bò đã không, nên mỗi gia đình nó có mỗi cái cách chăm bò khác nhau, nên là các anh chị cũng không thể nào mà nói. Tại vì có một số anh chị nói là ở cái vùng ở đâu mà có hèm dễ vậy, nhưng mà như các bạn thấy được trước ha, mình có hỏi thì ở đây có một cái lợi thế là gần cái lò nấu rượu, và cái lò nấu rượu này nấu cũng rất là nhiều rượu, một ngày có thể là nấu gần tới 50 kg gạo. Thì các bạn biết là cái số lượng hèm rất là nhiều,
Và cái thời điểm này á, tức là heo người ta nuôi cũng ít, lúc trước là hèm với là đa số mấy cái hộ nuôi heo á, người ta mua, ta mua ta bán, nhưng bây giờ nuôi heo, hộ gia đình ta nuôi heo cũng ít lắm. Ở đây bây giờ chủ yếu các bạn biết là chủ yếu là tập trung vào trồng thanh long. Ngày nào kia các cái vườn thanh long này mới đầu tư ha, là trồng thanh long. Do đó là hèm bán đây rất là rẻ, các bạn biết là 30 lít đó chỉ có 3 thùng 3.000 đồng thì rất là rẻ đúng không? 3.000 đồng thì một ngày chỉ uống được có nửa thùng, thì là một thùng như vậy là uống được 2.000, thì chi phí nó cũng không có là cao lắm. À, các bạn thấy bò đẹp thì hãy ủng hộ, like, share để cho mọi người theo dõi, và nhớ đăng ký kênh Bado TV để xem tiếp, đừng không bỏ lỡ những cái video tiếp theo của kênh Bado TV nha. Và xin chúc tất cả các anh chị làm ăn ngày càng phát triển và thành công trong cuộc sống của mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở video sau.